Chào các bạn ha, mình là Tài, sinh viên khoa điện điện tử. Học kỳ này mình hỗ trợ các bạn môn hóa đại cương. Mình hy vọng những tài liệu và những bài giảng của mình sẽ giúp các bạn qua môn hóa đại cương một cách hiệu quả và đạt được số điểm cao. Và sau đây mình sẽ vào chương đầu tiên là cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Cấu tạo nguyên tử bao gồm hạt nhân proton và neutron nằm ở trung tâm và lớp vỏ electron chuyển động xung quanh. Điện tích hạt nhân nguyên tử còn được gọi là Z bằng số proton bằng số electron. Khi mà điện tích hạt nhân bằng số proton bằng số electron thì dẫn đến nguyên tử trung hòa về điện. Khối lượng nguyên tử bằng khối lượng proton cộng khối lượng neutron. Ta có khối lượng của proton và khối lượng của neutron nó bằng nhau, bằng 1,67 nhân 10 mũ trừ 27. Còn khối lượng của electron rất nhỏ là 9,11 nhân 10 mũ trừ 31. Nên là nếu công thức đúng ra là khối lượng tử bằng khối lượng proton cộng khối lượng neutron cộng khối lượng electron. Mà khối lượng của electron rất là nhỏ, không đáng kể, nên mình coi như là mình bỏ qua nó ha. Cấu tạo lớp vỏ electron trong cơ học lượng tử. Tiền đề là bản chất sóng hạt của hạt vi mô, hệ thức bất định Hertzsprung, phương trình sóng dẫn đến electron có thể có mặt tại bất cứ vị trí nào và bất cứ thời điểm nào xung quanh hạt nhân nguyên tử với xác suất có mặt khác nhau dẫn đến đám mây electron. Bản chất sóng hạt của hạt vi mô bao gồm bản chất hạt là hiện tượng quang điện, bản chất sóng bao gồm hiện tượng giao thoa và nhiễu xạ, và chúng ta có công thức này ha. Rồi. Các số lượng tử và orbital nguyên tử. Bộ bốn số lượng tử dùng để biểu diễn một electron trong nguyên tử bao gồm N, L, ML và MS. N được gọi là lớp, có chức năng là mức năng lượng, kích thước orbital nguyên tử. L là phân lớp để biết được tên gọi và hình dạng của orbital nguyên tử. ML là ô điện tử dùng để định hướng orbital nguyên tử. Và ML là điện tử có giá trị cộng 1/2 hoặc trừ 1/2. Rồi, chúng ta bắt đầu vào số lượng tử chính N và mức năng lượng electron. Giá trị của N sẽ bằng 0, 1. Mình xin lỗi, giá trị của N sẽ bằng 1, 2, 3 tiến đến cộng vô cùng. Số lượng tử chính đặc trưng cho trạng thái năng lượng của electron trong nguyên tử. Những electron có cùng giá trị N lập nên một lớp electron. Số lượng tử chính N là bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vân vân. Và 7 cái này là mình gặp, nên là mình chỉ ghi ít ha. Lớp lượng tử tương ứng của nó là K, L, M, N, O, B, Q. Mình lấy một ví dụ ha. Ví dụ như đề cho N bằng 3. Thì electron cuối cùng điền vào lớp 3. Còn 3 gì thì mình không biết ha. Có thể là 3S, 3B, 3D hoặc 3S. Để mình muốn biết nó là 3S, 3B, 3D hay 3S. 3S thì chúng ta sẽ tới nội dung tiếp theo là số lượng tử phụ L và hình dạng đám mây electron. Giá trị của nó sẽ là 0, 1, 2, chấm 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 và tới N trừ 1. Và luôn luôn cái giá trị của số lượng tử phụ nó phải nhỏ hơn số lượng tử chính ha. Ví dụ N bằng 1 thì L bằng 0, N bằng 2 thì L bằng 0, 1, L bằng 3 thì L bằng 0, 1, 2. Và số lượng tử phụ đặc trưng cho hình dạng của đám mây electron và chức năng lượng và mức năng lượng của các orbital trong mỗi lớp lượng tử.
còn được gọi là phân mức năng lượng. Trong một lớp N thì có N phân mức năng lượng electron, ký hiệu giá trị 0123 tương ứng với SPDF. Rồi, ví dụ như mình sẽ kết hợp với ví dụ trên. Ví dụ như N bằng 3, L bằng 2, thì electron cuối cùng sẽ vào phân lớp 3, L bằng 2 tương ứng với 3D, 3DX. Để muốn biết 3D mấy thì chúng ta sẽ bước qua hai cái nội dung tiếp theo là ML và MS. Về ML, số lượng tử từ ML và định hướng không gian của orbital, giá trị ML sẽ bằng 0 cộng trừ 1 cộng trừ 2 cho đến cộng trừ L. Ứng với mỗi giá trị của L sẽ có 2L cộng 1 giá trị ML. Đặc trưng cho sự định hướng trong không gian của orbital nguyên tử dưới tác dụng của từ trường dẫn đến quy định số orbital nguyên tử trong mỗi lớp hay phân lớp năng lượng NL. Ví dụ L bằng 1, nó thuộc phân lớp B, thì ML của nó sẽ có 3 giá trị là 2 nhân 1 cộng 1 là 3, là giá trị của nó sẽ rải từ trừ 1, 0 và 1. Mình sẽ qua cái cuối cùng ha. Cuối cùng của bộ 4 số lượng tử là số lượng tử spin MS, đặc trưng cho sự tự quay của electron xung quanh trục đối xứng của nó. Chỉ có hai giá trị là cộng trừ 2, cộng trừ 1 phần 2 tương ứng và với ngược và cùng chiều kim đồng hồ. Giải thích cấu trúc tế vi của quang phổ nguyên tử thu được dưới tác dụng của từ trường. Ở dưới đây mình có bản tóm tắt mối quan hệ giữa các số lượng tử và trạng thái orbital nguyên tử. Các bạn có thể tham khảo qua ha. Rồi, mình sẽ có hai bài tập nhỏ là tìm ra điểm bất hợp lý trong tổ hợp bộ 4 số lượng tử của các orbital sau. N bằng 3, L bằng 3, ML bằng cộng 1, MS bằng cộng 1 phần 2. Chúng ta lấy câu A. Hồi nãy mình nói rồi, N luôn luôn phải lớn hơn L chứ không có bằng, thì cái này là L bằng 3 là điểm bất hợp lý. Rồi, N bằng 1, N bằng 3, L bằng 1, ML bằng cộng 2, MS bằng cộng 1 phần 2. Ta có L bằng 1 thì suy ra ML sẽ bằng 2 nhân 1 cộng 1 sẽ có 3 giá trị và nó sẽ phân bố là trừ 1, 0 và 1, nên là ML bằng cộng 2 là điểm bất hợp lý. Rồi, N bằng 4, L bằng 2, ML bằng cộng 1, MS bằng 0. Như ta ở trên mình có ghi là chỉ có hai giá trị là cộng trừ 1 phần 2 nên MS bằng 0 là điểm bất hợp lý. Rồi, ta sẽ vào trạng thái của electron trong nguyên tử và cấu hình electron. Trạng thái của electron trong nguyên tử được xác định bởi lớp năng lượng N, phân lớp năng lượng hay hình dạng của orbital L và định hướng của orbital trong không gian dưới tác dụng của từ trường ML và trạng thái spin MS. Cấu tạo của electron, sự sắp xếp của các electron và các orbital nguyên tử tương ứng với các lớp, phân lớp năng lượng, sự định hướng không gian tương ứng thể hiện qua bộ ba số lượng tử N, L và ML. Đây, nguyên lý ngoại trừ Pauli bao gồm: nếu như electron độc thân, các bạn bắt buộc phải phân bố như thế này. Nếu như mà phân bố như thế này thì là sai. Electron ghép đôi thì bắt buộc các bạn phải phân bố như thế này. Các bạn phân bố như thế này là sai. Và nếu có 3 electron, bắt buộc bạn phải phân bố ở 2 ô. Nếu bạn phân bố một ô thì bạn là sai. Rồi, nguyên lý vẫn bền thì
ta sẽ có nguyên lý vững bền như thế này, mình sẽ kể như thế này cho các bạn dễ hiểu ha. 1s, 2s, 2b, 3s, 3b, 3d, 4s, 4b, 4d, 4f, 5s, 5b, 5d, 5f, 6s, 6b, 5f. Chúng ta sẽ vẽ như thế này. Cái này là cấu hình của electron ha. Rồi, mình sẽ có tổng hợp ngay chỗ này, ngay trong cái hình này ha. Rồi, thứ tự này. Rồi. Chúng ta sẽ tới quy tắc Hund. Quy tắc Hund, nếu như có 3 electron và bao gồm 3 ô thì bắt buộc các bạn phải phân bố cả 3 ô và phân bố lần lượt đến khi hết rồi mới phân bố tiếp, chứ mình sẽ không phân bố kiểu vậy. Nếu các bạn phân bố vậy là sai, hoặc là phân bố như thế này lần lượt như thế này là sai, hoặc là các bạn phân bố như thế này là sai. Rồi, mình sẽ qua nội dung khác. Trạng thái bão hòa hoặc bán bão hòa là lớp vỏ của electron có năng lượng nhỏ nhất, nên nguyên tử đạt độ bên năng lượng lớn nhất. Lớp electron bão hòa bao gồm 2, 8, 18, 32. Phân lớp bão hòa bao gồm S2, B6, D10 và F14. Thì suy ra phân lớp bán bão hòa là B3, D5 và F7. Tại sao mình không sử dụng F1? Tại vì F1 là kiểu như là nó không có bền vững, nên là mình xác định bán bão hòa là mình chỉ xác định chỉ có B, D và F thôi nha. Rồi đây, bán bão hòa để mình xác định nó mình nhường một electron của lớp S để nó thực hiện bán nó thực hiện mình nhường S một electron của nhóm S cho D hoặc là F, chứ mình không có nhường được cho B nha mọi người. Rồi, các ion dương và ion âm có khuynh hướng cho hoặc nhận thêm electron để đạt đến cấu hình electron bão hòa NS2 NB6. Rồi, cái đây là cái bảng ha, cái bảng của ion âm và ion dương ha, mọi người tham khảo qua ha. Rồi, chúng ta sẽ qua cái ví dụ ha. Trạng thái của electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử có Z bằng 30 được đặc trưng bằng các số lượng tử. Mình đầu tiên mình phải viết cấu hình Z bằng 30 ha. Nó sẽ bằng 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6, 4S2 và 3D10. Electron cuối cùng điền vào phân lớp 3 thì đáp án B và D chúng ta loại 0, 1, 2, 3 tương ứng với S, B, D, F, nên là L của nó sẽ bằng 2. Cả hai đều thỏa mãn. Chúng ta có 10 electron. Vì ML bằng 2, vì L bằng 2 chúng ta sẽ suy ra ML bằng 5, bao gồm 5 ô. Nếu như đề bài không nói gì thì chúng ta sẽ phân bố từ âm sang dương ha, từ trừ L tới cộng L ha. Và mình phân bố đủ 10 electron. 1, 2, 3,
Mình phải phân bố hết một lượt xong rồi mình mới quay lại ha. Rồi đủ 10 electron nên là m ML sẽ bằng cộng 2 và MS sẽ bằng cộng 1 sẽ bằng trừ 1/2. Đáp án C là đáp án chính xác nha. Mình không được phân bố như thế này. Các bạn lưu ý. Mình sẽ không được phân bố như thế này. Như thế này là mình bị sai nha. Mình phải phân bố hết một chiều mũi tên đi lên rồi mình mới quay lại ha. Nếu các bạn phân bố lần lượt như thế này thì bị sai. Rồi sang câu 2. Những bộ ba số lượng tử nào dưới đây là những bộ được chấp nhận? Chúng ta có đầu tiên là cái 1 là n bằng 3, l bằng 3, vì n bằng 4 l bằng 3, n lớn hơn m nên cái này thỏa mãn, và l bằng 3, ml sẽ bằng 7, sẽ được phân bố là từ trừ 3 tới 3 nên cái ý đầu tiên là đúng. Cái thứ hai, chúng ta thấy n và l thỏa mãn, nhưng mà l bằng 2 thì ml bằng 5 sẽ phân bố là cộng trừ 2, cộng trừ 1 và 0, nên ml bằng 3 không thỏa mãn. Rồi, đến phương án thứ 3, n bằng 4, l bằng 1 thỏa mãn, l bằng 1 thì ml sẽ bằng cộng trừ 1 và 0, nên là không thỏa mãn. N bằng 4, l bằng 0 thỏa mãn, l bằng 0 thì có một giá trị, ml bằng 0, mình đúng ha, và cái đáp án cuối cùng là đáp án A. Tên các orbital ứng với n bằng 5 là 5, l bằng 2 là 5d, nên là mình sẽ loại phương án B và loại phương án C. Rồi tiếp, n bằng 3 mình sẽ vẽ là mình xin lỗi mình nhầm ha. Rồi tới n bằng 4, l bằng 3 là 4f, nên bắt buộc mình sẽ loại phương án D. Mình là chắc chắn là câu A đúng rồi, nhưng mà mình muốn kiểm tra cuối cùng là 3 l bằng 0 là 3s, là đáp án A mình đúng ha. Rồi trong các nguyên tử và ion sau, tiểu phân nào có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2 3b6, thì ta viết cấu hình của tới 3b6 ha, là 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 thì ta được rồi, z bằng 18. Rồi, cái này z bằng 17 loại, z bằng 19 loại, z bằng 20 ion cộng là trừ là bằng 19 loại. Chỉ còn phương án C là z bằng 7 nhưng mà ion trừ của nó là thành 18, mình thỏa mãn ha. Rồi, mình mới nhắc một xí ha. Từ cái bộ 4 số lượng tử các bạn có thể viết được cấu hình. Từ bộ 4 số lượng tử các bạn có thể viết được cấu hình. Các bạn sẽ tìm được vị trí. Vị trí bao gồm ô, chu kỳ, nhóm của nguyên tử trong bảng tuần hoàn. Rồi, mình tiếp tục ha. Electron cuối cùng của nguyên tử Z bằng 16, mình sẽ viết 16 cấu hình của Z bằng 16 ha, là 1S2, 2S2, 2B6, 3S2 và 3B4. Các bạn lưu ý là quy ước electron điền vào là từ trừ L cộng L đến trừ L. Nếu đề nó không quy ước là mình sẽ làm là trừ L đến cộng L ha. Rồi 3B4 thì N bằng 3, 0, 1, 2, 3 tương ứng với S, B, D, F. Nên là B là sẽ bằng 1, nên mình sẽ loại phương án A và B. Rồi bắt đầu là mình vẽ ra ha. 1 thì sẽ có 3 ô, mà 4 mình sẽ phân bố là từ trừ từ cộng 1 tới trừ 1, mình sẽ phân bố 4 electron. Nên là sẽ là ML sẽ bằng là cộng 1 và MS sẽ bằng trừ 1/2. Phương án D là đúng ha. Rồi chọn số lượng tử từ ML thích hợp cho một electron trong một nguyên tử có số lượng tử chính là 4, là N bằng 4.
số lượng tử orbital bằng 2 là L bằng 2 và MS bằng trừ 1/2. Bây giờ trường hợp này người ta kêu mình xác định là ML ha bằng bao nhiêu. Chúng ta thấy L bằng 2 thì ML sẽ có 5 giá trị là từ trừ 2 tới 2 ha. Và tới cái này ta thấy rồi, không thỏa mãn ha, chỉ có trừ 2 là phần A, A là thỏa mãn ha. Rồi, chọn tất cả các bộ 3 số lượng tử được chấp nhận trong các bộ sau: N bằng 4, L bằng 3, ML bằng trừ 3. Hồi nãy mình nói ở ví dụ trước là cái này được chấp nhận ha. N bằng 4, L bằng 2, ML bằng cộng 3. Thì L bằng 2 chỉ có là cộng trừ 2, cộng trừ 1 và 0. Nên cái này là sai ha. L bằng 1, ML bằng 2 thì cũng sai ha. Và cái này là đúng ha. Là đáp án là 1 và 4, phương án B. Orbital 3BX được xác định bởi các số lượng tử sau: 3, 3 là electron cuối cùng điền vào lớp 3 là chúng ta sẽ cần N, chúng ta sẽ loại C ha. 3B là chúng ta sẽ cần L luôn ha, là chúng ta sẽ loại B ha. M 3BX X vì B tối đa electron của nó là sẽ là từ 3B1 đến 3B6 ha. Nên là chúng ta cần cái câu này mình bị nhầm đề ha. Cái này là mình bị thiếu cái ML rồi MS các kiểu nữa ha. Nên là cái bài này mình sẽ sửa đề và up lên group Facebook và và mình sẽ đăng tải một ít bài tập. Các bạn có thể làm nếu có gì thắc mắc hoặc là không hiểu thì có thể comment trong bài của mình hoặc là có thể inbox trực tiếp cho mình ha. Mình chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong video tiếp theo.